Dạ, con thưa sư, con xin được đọc câu hỏi của hành giả Mỹ Tuệ Minh ạ. Dạ, con thưa sư, con quay phim Cuộc đời Đức Phật. Có vị đó cúng cho Đức Thế Tôn với lòng kính yêu sâu sắc, nhưng mà nấm đó có độc. Vậy thì liệu vị đó có đi xuống địa ngục không? Con xin tri ân sư ạ. Trong cái lịch sử Đức Phật vào cái ngày cuối cùng, cái bữa ăn cuối cùng của tôn giả Kunda dâng cúng dường Đức Phật món nấm heo, món nấm mà heo rừng hay ăn. Sau khi ăn xong cái món ấy thì cái bệnh kiết nị của Đức Phật đã phát và Đức Phật bị đau bụng kiết nị. Rồi sau này người ta nghi rằng là trong nấm có độc, nhưng thực ra ngay cái lúc đấy Đức Phật cũng đã nói với tôn giả Ananda rằng là sau khi ăn cái bữa cơm cuối cùng hôm nay Như Lai sẽ diệt độ. Có thể sau này trong dân gian sẽ có lời đồn đại dị nghị rằng vì ăn cái món cơm của nhà Kunda cho nên là Đức Thế Tôn đã bị nhiễm độc và đã viên tịch. Như vậy thì thật là bất lợi cho tôn giả Kunda và sẽ bất lợi cho chư thiên và nhân loại nếu ai nói là những lời như vậy. Thì vậy Đức Phật mới nói với tôn giả Ananda hãy đi vào trong dân làng và an ủi tôn giả gia chủ Kunda rằng là có hai người tạo được cái bữa ăn có phước lớn nhất, đó là cái bữa ăn trước khi Như Lai thành đạo là của cái nàng Suchata, cái bát cơm cháo sữa, và cái bữa ăn cuối cùng trước khi Như Lai nhập Niết Bàn là cái bữa ăn bằng nấm của tôn giả Kunda đó. Vậy thì chính Đức Phật cũng đã nói rằng hai cái bữa ăn này là những người thí chủ cũng rằng hai bữa ăn này tạo được cái công đức lớn nhất trong tất cả những cái thí chủ đã cô từng dâng cúng dường món ăn cho Như Lai trong suốt cuộc đời. Vậy thì cái người dâng cúng cái bữa ăn đấy là có cái công đức rất lớn chứ không phải là có tội lỗi gì cả. Thì cái vị ấy sẽ chỉ có sinh về cõi trời rất nhiều đời nhiều kiếp cho đến khi chứng ngộ Niết Bàn. Chắc chắn là vị ấy sẽ không bao giờ còn phải tái sinh vào cái khổ cảnh nữa nhờ cái công đức cúng dường cái bữa ăn cuối cùng đấy trước khi Như Lai diệt độ ấy rất là thù thắng và vi diệu, và chính Đức Phật cũng đã tuyên bố trước khi nhập Niết Bàn như vậy mà. Tại vì mình học chưa hết, mình chưa hiểu đó, mình suy nghĩ như thế, đôi khi cái suy nghĩ đấy là có tội. Thì mình cũng thừa biết rằng những cái hành động, những cái việc làm gì nó cố ý thì nó mới là có tội, còn những cái gì nó vô ý là sẽ là không có tội. Thì cái việc cúng dường bữa ăn cho Đức Phật không hề có độc, đấy là cho đời sau người ta thêm vào thôi, mà đó là sau khi Đức Phật ăn xong khí bệnh của Đức Phật nó phát sinh. Cho nên là người ta sau này người ta nói là bị trúng độc, nhưng thực ra không phải như vậy mà nó là cái nghiệp của Đức Phật là như vậy. Thế chứ còn nếu như trong món ăn đấy có độc thì Đức Phật đã biết ngay trước khi ăn, và khi mà ăn xong thì Đức Phật nói rằng hãy đi chôn cái món ăn này ở một nơi nào đó chứ đừng cho ai ăn lại những cái thức ăn của ta. Lý do như vậy là bởi vì đấy là cái bữa ăn cuối cùng, chư thiên đã cúng dường rất nhiều những cái thức ăn của chư thiên vào trong cái món ăn đó. Vì vậy cho nên chỉ có Đức Phật mới tiêu hóa được cái thức ăn ấy. Ngoài Đức Phật không ai có thể tiêu hóa được cái thức ăn đó. Cho nên là những cái phần còn thừa lại Đức Phật mới bảo mang đi chôn. Và sau này người ta mới nghi rằng, và chúng Đức Phật cũng nói rằng chỉ có Như Lai mới có thể tiêu hóa được những thức ăn này. Ngoài ra không ai thể tiêu hóa được. Chính vì câu nói nhiều người người ta nghi rằng là trong cái thức ăn nó bị nhiễm độc. Mà thực ra là không phải là trong thức ăn có độc mà là trong thức ăn có rất nhiều thiên thực đã được cúng dường vào trong ấy, cho nên là vì cái vật thực của chư thiên nó quá là mạnh, nó làm cho cái tiêu hóa của người thường không thể tiêu hóa được, cho nên Đức Phật mới nói là mang đi chôn. Vì cái lý do đấy cho nên có sự hiểu lầm như vậy, nên là bây giờ mình hãy bỏ cái sự hiểu lầm ấy đi.